Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Funny Hồng đây. Hôm nay mình sẽ quay trở lại một thử thách mới. Đó là mình sẽ ăn hết 20 hộp sữa chua Vinamilk. Và một hộp như vậy thì để mình hạ nó xuống cho mọi người thấy rõ hơn ha. Một hộp như vậy sẽ có khối lượng là 100g. Đây, khối lượng tịch của nó sẽ là 100g. Và ở đây có 20 hộp thì tính ra sẽ là 2kg mọi người. Bây giờ mình sẽ cùng thực hiện thử thách ăn hết 20 hộp sữa chua này nha. Thì để cho mình cái việc ăn nó dễ hơn á, mình không có để nó ở cái ngăn đông cho nó cứng, để dạng nóng lỏng nè, nó dễ hơn. Còn cái mạng mọi người.
đây cái kiến nó bu lên nè. Ra thì đang phải dọn sớm thôi. Một cảm giác thật là tê, rất là tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ cái bụng mình nó đang rất là to, thì mình đã thực hiện xong cái thử thách ăn hết 20 hũ sữa chua. Tổng cộng là mình đã nhét trong bụng 2kg sữa chua. Đây là lần đầu tiên mình ăn sữa chua nhiều đến mức đó luôn. Rồi, thì clip của mình cũng sẽ được kết thúc tại đây thôi mọi người. Nếu như mọi người cười thì hãy like, còn nếu thấy hay thì hãy subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Ok, xin chào các bạn.